Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, và đó cũng là tấm lòng của chúng con, Chúa Giọng. Chúng con quyết tâm, chúng con chọn cuộc đời của chúng con. Chúng con chọn ca ngợi Chúa, chúng con chọn nói những điều tốt lành về Đức Chúa Trời của chúng con và tin lành cứu rỗi của Ngài cho nhiều người. Xin ban phước để chúng con lại hát bài hát của mình. Bài hát mà có những điều ngăn trở, những mùa của đời sống đã làm cho chúng con mất đi tiếng hát đó. Chúng con chọn, chúng con sẽ ca ngợi Ngài dù hoàn cảnh có như thế nào. Ngày nào chúng con còn sống ở trên mặt đất này, chúng con ca ngợi Chúa. Vì chúng con có bao nhiêu vạn điều để chúng con có thể ngợi khen Chúa của chúng con. Xin ban ơn đời sống của chúng con luôn luôn là những người ca ngợi sự vinh hiển của Chúa qua đời sống, qua môi miệng của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa vì cơ hội quý báu này, và dâng lên cho Chúa những tiếng hát ngợi khen với lòng biết ơn Ngài. Và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Một lần nữa chúng tôi xin hoan nghênh và chào mừng hết thảy anh chị em chúng ta nhóm lại trong buổi tối hôm nay để chúng ta cùng nhau học hỏi lời của Chúa. Một xin Chúa ngài ban phước trên anh chị em và hãy bày tỏ ra những điều chúng ta trải nghiệm được ở trong ơn của Chúa, những kinh nghiệm được sự đáp lời cầu nguyện của Chúa, hay là những điều mà chúng ta kinh nghiệm Chúa một cách tươi mới. Xin ở dòng bình luận chúng ta lớn tiếng cảm tạ Chúa và chúng ta gây dựng nhau, chúng ta hết lòng cùng nhau cảm tạ Chúa cho những việc lớn Chúa làm ở trên đời sống của chúng ta và ở giữa chúng ta ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta tối hôm nay sẽ tiếp tục và kết thúc một bài học mà tôi tin rằng rất quan trọng cho hội thánh của Chúa, cho những con cái của Ngài, cho Cơ Đốc giáo của chúng ta. Đó là Cơ Đốc giáo đắc thắng dựa trên một cái lưỡi được thuần hóa. Chúng ta đã học hai phần trước mà chúng ta ôn lại một ít của phần thứ hai để chúng ta gợi nhớ và biết được mục tiêu của chúng ta. Một trong những câu kinh thánh mà chúng tôi tạ ơn Chúa vì học biết và xin Chúa ngài cho chính mình được điều này để rồi có thể sử dụng mà giúp đỡ, nâng đỡ cho người khác. Đó là Ê-sai chương 50 câu số 4. Chúa là Đức Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, để ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sáng, ngài đánh thức tai ta để lắng nghe như người học trò vậy. Cảm ơn Chúa vì có một cái lưỡi được gọi là cái lưỡi được dạy dỗ, một cái lưỡi được sư gia cơ cho chúng ta biết là một cái lưỡi đã được thuần hóa. Đây là điều rất là quan trọng, bởi vì theo như gia cơ chương 3 câu số 8 thì chúng ta được nhắc nhở đó là nếu ai có thể cầm giữ được cái lưỡi của mình thì cầm giữ cả cuộc đời của mình. Và tuần rồi chúng ta đã được nhắc nhở là có một số điều quan trọng chúng ta có thể làm để chế ngự cái lưỡi của chúng ta ở trong phần số 5 La Mã đó. Thì chúng ta thấy rằng trong khi gia cơ dường như chỉ ra rằng không ai có thể chế ngự được cái lưỡi của mình, thì ở trong Chúa chúng ta tin chắc rằng bởi sự giúp đỡ của Chúa chúng ta có thể làm được cái điều mà con người không làm được, nhưng mà Đức Chúa Trời có thể giúp đỡ cho chúng ta thì chúng ta có thể làm được. Đó là cái lưỡi của chúng ta có thể được kiểm soát, cái lưỡi của chúng ta có thể được chế ngự, cái lưỡi của chúng ta có thể được thuần hóa. Để chế ngự cái lưỡi, chúng ta phải ước muốn chế ngự nó, như tuần rồi chúng ta được xây dựng. Thi Thiên 17 câu số 3, Chúa đã dò xét lòng con, viếng con lúc ban đêm, ngài thử nghiệm con nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Tôi quyết định miệng tôi sẽ không phạm tội. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta để chúng ta cũng sẽ có quyết định này. Cái miệng của chúng ta được lời của Chúa báo trước cho chúng ta, đó là hãy có nhiều lời thì sự vi phạm nào có thiếu. Mà là người con cái của Chúa, những người hầu việc Chúa, thì chúng ta là được cái đặc ân là chúng ta rao giảng nước Đức Trời và rao giảng về tin lành cứu rỗi của Chúa. Có thể nói rằng cái việc chính của Cơ Đốc nhân của chúng ta là điều chúng ta rao giảng từ môi miệng của chúng ta. Và nếu môi miệng của chúng ta mà không được giúp đỡ và lưỡi của chúng ta không được thuần hóa đó, thì chúng ta có chiều hướng sử dụng nó một cách tiêu cực để chúng ta gây ra những đổ vỡ, những đau khổ hơn là lời nói của chúng ta. Như cái người có cái lưỡi đã được dạy dỗ đó, là để ta biết dùng lời nói để nâng đỡ những kẻ mệt mỏi. Trung quanh của chúng ta có rất là nhiều người mệt mỏi, họ mệt với nhiều thứ trong cuộc đời. Và chúng ta biết rằng khi chúng ta có một cái miệng lưỡi đã được dạy dỗ, thì chúng ta có thể dùng lời nói của mình để nâng đỡ, khích lệ những người khác. Cho nên quyết tâm là chúng ta phải chế ngự cho bằng được cái lưỡi của mình, kiểm soát nó để sử dụng một cách tích cực ở trong ơn của Chúa. Và để chế ngự được cái lưỡi đó, chúng ta phải có ước muốn.
Và như chúng ta thấy tại đây, đó là tác giả đặt một cái điều hết sức là quan trọng, đó là Chúa dò xét lòng của con, viếng con lúc ban đêm, Ngài thử nghiệm con nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Tại sao? Vì con người này đã quyết định miệng của mình sẽ không phạm tội. Và chúng ta thấy rằng nếu ban ngày chúng ta phạm tội bằng cái miệng của mình, có thể luôn cả trong giấc ngủ, Đức Chúa Trời Ngài nhìn thấy những điều diễn biến ở trong tâm trí của chúng ta, những ý tưởng ở trong lòng của chúng ta. Thì ở tại đây tác giả của Thi Thiên 17 nói rằng Chúa dò xét lòng của con, viếng con lúc ban đêm, Ngài thử nghiệm con nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Hay là Chúa Ngài không tìm thấy những điều gian ác, những cái lời nói không tốt đẹp từ nơi chúng ta. Điều này có nghĩa là chúng ta thừa nhận những chỗ chúng ta đã thất bại và chúng ta ăn năn. Điều này có nghĩa là chúng ta cầu xin sự giúp đỡ của Chúa để chúng ta thay đổi. Những cái miệng của chúng ta vốn đã bị tiêm nhiễm và chúng ta sử dụng lời nói của mình một cách tiêu cực, đã phá những người xung quanh của chúng ta. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta được thay đổi. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta chịu trách nhiệm về những điều sai trái mà chúng ta đã nói với người khác, để chúng ta chỉnh sửa, chúng ta đính chính lại. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta xin lỗi những người mà chúng ta đã xúc phạm bằng lời nói của mình. Và điều này có nghĩa là chúng ta sẵn sàng nhờ người khác giúp mình nhận ra những cái cách nói, kiểu nói của mình gây xúc phạm. Bởi vì lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Bởi vì lời nói của chúng ta, nếu chúng ta không khéo, chúng ta có thể nói sự thật, nhưng mà với động cơ xấu, thì nó cũng có thể đem lại sự nguy hại cho người khác. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta phải thực hiện tốt những lời hứa ở trong quá khứ mà chúng ta đã hứa với người khác. Chúng ta phải là những con người giữ được cái chữ tín của mình, những gì chúng ta hứa, chúng ta làm. Và phần B, chúng ta để chế ngự cái lưỡi, chúng ta phải chịu trách nhiệm một cách cá nhân về những lời chúng ta nói và nhận ra rằng Đức Chúa Trời buộc chúng ta phải một ngày trình diện và chịu trách nhiệm với mọi lời phát ra từ miệng của mình. Khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ, thứ nhất là chúng ta suy nghĩ chín chắn trước khi nói. Điều này có nghĩa là chúng ta lắng nghe lời của mình nói qua cái lỗ tai của người khác trước khi chúng ta nói ra. Chúng ta xem khi họ nghe trong tai của họ thì lời này nó sẽ đem lại cái phản ứng như thế nào, nó đem lại kết quả như thế nào khi người ta nghe. Thứ hai là chúng ta đặt người canh gác ở trước cửa miệng của chúng ta. Như Thi Thiên 141 câu 3, lại Đức Giê-hô-va, xin giữ miệng con và canh cửa môi của con. Ôi, như chúng ta đã học ở trong 2 tuần trước, chúng ta thấy rằng cái lời nói của chúng ta nó quan trọng và nó có thể đem lại sự sống hay là đem lại sự chết. Cho nên tại đây chúng ta thấy rằng tác giả cầu nguyện xin Đức Giê-hô-va gìn giữ miệng con và canh cửa môi của con. Vì ông biết được cái tiềm năng của lời nói của ông cho việc đem lại sự sống hay là đem lại sự chết. Vì sống chết do cái quyền của cái lưỡi. Xin Chúa Ngài canh giữ. Và trong Ngôn chương 13 câu số 3, người canh giữ môi miệng giữ được mạng sống của mình, nhưng kẻ hở môi quá luôn bị thất bại. Và trong Ngôn chương 21 câu 23, ai giữ miệng lưỡi của mình là giữ linh hồn của mình khỏi hoạn nạn. Ôi, xin Chúa Ngài ban phước trên chúng ta. Chúng ta cần nhận biết phản ứng của người khác trước, trong và sau khi chúng ta nói. Thi Thiên 55 câu 20 đến 21, kẻ ác giang tay chống lại những người sống hòa bình với nó, vi phạm lời mình đã kết ước. Miệng nó trơn láng như mỡ, nhưng mà trong lòng thì toan tính chiến tranh. Lời nó nói dịu hơn dầu, nhưng là gươm đao tuốt sẵn. Chúng ta thấy một hình ảnh có một cái trận chiến được dàn ra ở tại đây. Và chúng ta thấy bên ngoài có thể người ta dùng những cái lời rất là trơn láng như là mỡ, nhưng mà chúng ta cũng có thấy rằng cũng có những cái lời nói dịu dàng hơn dầu, nhưng mà sự thật đó thì là nó rất là ác và nó rất là sắc bén trong việc gây đau khổ. Thì xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta có thể chế ngự được và chúng ta nhận biết được cái phản ứng có thể đem đến khi một người nghe những lời chúng ta nói. Anh chị em có một cái thái độ mà chúng ta thấy ở trong những ngày gần đây, đó là tôi cứ nói, còn cái vấn đề mình đoán biết trước là sẽ có những phản ứng tiêu cực đó, nhưng mà mình không màng nghĩ đến những điều đó. Mình xin Chúa giúp đỡ để chúng ta sẽ nói những điều mà chúng ta tin rằng người nghe được gây dựng, được khích lệ. Và đó cũng là mục đích của lời tiên tri để gây dựng hội thánh của Chúa ở trong tầng ước. Đó là chúng ta gây dựng hội thánh của Chúa qua lời nói của mình, qua những lời tiên tri của mình. Phần C, chúng ta thấy để chế ngự cái lưỡi, chúng ta phải xử lý tâm trí của chúng ta. Bởi vì Chúa Giê-xu hé mở cho chúng ta biết điều mà có thể chúng ta trước đây không biết. Đó là do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nó nói ra. Nếu trong lòng của chúng ta đầy sự cay đắng, thì nó sẽ tuôn ra những cái lời của sự cay đắng. Nếu lòng của chúng ta đầy những tiêu cực, chúng ta sẽ nói những lời tiêu cực.
Cho nên Chúa bảo chúng ta là phải cẩn thận về cái lời nói của mình. Matthew chương 12 câu 34 đến 37: Hỡi dòng dõi rắn độc kia, các ngươi vốn là xấu, làm sao nói được điều tốt? Như vậy chúng ta thấy có một nhu cầu là tâm trí của chúng ta, tấm lòng của chúng ta phải được thay đổi. Vì nếu nó là xấu đó thì chúng ta không nói được cái điều tốt lành được. Vì nó đầy rẫy trong lòng thì miệng nó mới nói ra. Người tốt do tích lũy điều thiện nên sản sinh ra điều thiện. Còn kẻ xấu do tích tụ điều ác nên sản sinh ra điều ác. Như ta bảo các ngươi trong ngày phán xét, người ta sẽ phải khai trình mọi lời vô ích mình đã nói. Vì bởi lời nói, ngươi sẽ được xưng công bình. Cũng bởi lời nói, ngươi sẽ bị định tội. Ôi xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta thấy điều đó. Cậu đứng quan sát và có những cái sách được mở ra trước mặt Ngài và Ngài nghe, Ngài ghi chép. Nếu chúng ta phải đứng ở trước mặt Chúa để trình lại cho Chúa tất cả những lời nói ra từ miệng của mình, thì chúng ta biết chắc một điều, Đức Chúa Trời có tất cả những cái tăng chứng cũng như là những cái điều mà Ngài nghe miệng chúng ta nói. Bởi vì Ngài sẽ hỏi và chúng ta phải trả lời, tại sao con nói cái điều đó, tại sao con nói cái câu đó. Chúng ta phải hiểu rằng tâm trí và miệng của chúng ta có một cái mối liên hệ rất là chặt chẽ. Bởi vì do đầy dẫy trong lòng miệng nói ra, rồi miệng của chúng ta khi nói đó thì là lỗ tai chúng ta nghe, mà nó đưa vào bên trong chúng ta. Nên có một quan hệ rất là gần gũi như vậy. Cho nên chúng ta thấy Giô-suê chương 1 câu 8, một cái lời truyền lệnh của Chúa mà chúng ta thấy dường như nó thừa thải, nhưng mà thật ra đối với Đức Chúa Trời Ngài biết nó quan trọng lắm. Đó là quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con. Chúng ta cần đọc lời của Chúa lớn tiếng. Chúng ta cần công bố lời của Chúa. Bởi vì quyển sách luật pháp này không phải chúng ta chỉ đọc thầm, mà chúng ta còn phải đọc thành lời, nói thành lời, chớ xa miệng của con. Rồi hãy suy gẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như thế con mới được thịnh vượng ở trong con đường của mình và mới thành công. Và nhớ một điều khác nữa mà chúng ta đã được nhắc trước đây. Đó là Đức Chúa Trời sẽ đãi chúng ta tùy theo lời Ngài nghe miệng chúng ta nói. Chúa sẽ đãi chúng ta như vậy. Nên xin Chúa Ngài cho để chúng ta gần gũi với lời của Chúa và công bố lời của Chúa. Khi chúng ta trò chuyện, chúng ta lấy ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà đối đáp với nhau. Khi chúng ta ngồi lại thông công, chúng ta có những cái lời tốt đẹp để chúng ta gây dựng đức tin của nhau. Đó là điều mà Chúa Ngài muốn tìm thấy ở trong đời sống của chúng ta. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải suy gẫm một cách đúng đắn. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để như Thi Thiên 19 câu số 14: Lại Đức Giê-hô-va là vầng đá và đấng cứu chuộc của con, nguyện lời nói của miệng con và sự suy gẫm của lòng con được đẹp ý Ngài. Vì Đức Chúa Trời không chỉ nghe lời chúng ta nói mà Ngài thấy tấm lòng của chúng ta nữa. Nên chúng ta xin Chúa Ngài giúp đỡ. Ở phần D chúng ta đã được nhắc nhở, để chế ngự cái lưỡi, chúng ta phải sẵn sàng kiểm tra lời nói của mình trước khi nói ra. Và tuần rồi chúng ta được nhắc nhở có 8 điều mà chúng ta phải thử cái lưỡi của chúng ta. Bằng cách là chúng ta phải suy nghĩ về những gì chúng ta nói đó, thì nó có đạt được những cái tiêu chuẩn này hay không. Cuối cùng thưa anh em, hãy điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương, nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi, thì anh em phải nghĩ đến. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta sẽ đặt những câu hỏi này khi chúng ta lựa chọn lời nói của chúng ta. Thứ nhất, điều này có thật không? Điều chúng ta nói, điều này có thật không? Hay là do chúng ta nghĩ ra? Hay là do chúng ta nghe của ai đó và chúng ta lặp lại? Điều này có thật không? Nó có cho một ấn tượng chính xác không? Có đáng trọng không? Có nghĩa là người khác có nên bắt chước không? Đây có phải là điều đáng quý? Điều này có đúng không? Có thích hợp để nói vào thời điểm này không? Để có những điều mà chúng ta có thể nói không đúng thời điểm. Tôi lấy một ví dụ để chúng ta thấy. Có một số anh em của chúng ta, người tin lành đó, thì chúng ta hiểu được cái việc người thân của chúng ta qua đời. Và trong niềm tin nơi Chúa phục sinh, chúng ta nhận được lời hứa là rồi chúng ta sẽ gặp lại người thân của chúng ta, những người qua đời trước chúng ta. Chúng ta biết cái điều đó. Nhưng mà nó không đúng cái lúc nếu chúng ta đi đến dự một cái tang lễ. Để chúng ta đi và chúng ta chỉ tay và chúng ta căn dặn những người ở trong tang gia. Tại sao khóc? Đừng có khóc. Mình phải cười lên, mình phải vui lên. Bởi vì cái này chỉ là tạm biệt thôi, chứ không phải vĩnh biệt đâu. Tất cả những điều đó đúng, nhưng mà không đúng chỗ và không đúng lúc. Bởi vì chắc chắn người ta phải có cái sự đau buồn vì tạm chia ly với người thân thương của mình. Và cái tiến trình của việc được chữa lành khỏi những đau đớn mất mát đó, nó phải có một cái tiến trình trải qua, là họ phải có những cái giây phút như vậy giúp đỡ cho họ nhận cái sự chữa lành.
họ phải nói về, họ phải nhắc nhở về người thân của họ. Và nhiều khi những giọt nước mắt của nhớ đến những cái kỷ niệm tốt đẹp về người thân của mình. Thành ra chúng ta phải cho phép họ. Mặc dù chúng ta biết cái lẽ thật là như vậy, nhưng mà trong cái lúc mà người ta đang ở trong cái sự bối rối đó, thì chúng ta phải chọn lời nói của mình để chúng ta có thể giúp đỡ. Một việc khác nữa để chúng ta có thể thấy điều này. Đa số người lớn thì chúng ta có một cái cách để chúng ta đối phó với lại những mất mát. Khi nghe có một cặp vợ chồng trẻ, họ vừa mới bị hư thai hay là mất đứa con mới sinh của họ, thì người lớn của chúng ta có một cái cách để chúng ta khích lệ, nhưng mà nó không đúng chỗ và nó càng làm cho họ đau khổ hơn. Đó là ôi lo cái gì, còn trẻ mà, thế nào cũng sẽ có đứa khác. Đúng, nhưng mà không đúng chỗ, không đúng lúc. Nên chúng ta cẩn thận về điều đó. Hay là chúng ta nghe những cái lời nói mà chúng ta thấy rằng rất là khó nghe. Người Việt của chúng ta thì khi thấy một cái người mà họ có lên cân một chút thì chúng ta lại có những cái lời chúc mừng. Phát tướng thì nó sẽ phát tài đó. Hay là nhìn một thiếu nữ mà họ lên cân một chút thì chúng ta nói rằng con tròn như hột mít. Vâng vâng. Anh chị em, những điều đó đối với chúng ta nó là sự thật, đúng như vậy. Nhưng mà chúng ta không nên nói với những người như vậy, bởi vì cái tổn thương nó gây ra cho họ. Và chúng ta biết rằng có những trường hợp sau khi nghe người lớn nói những lời như vậy, thì người trẻ này đã về. Và sau khi họ ăn một cái bữa ăn, họ chạy vào trong phòng vệ sinh, họ móc để ói ra hết. Bởi vì họ sợ lần tới khi gặp người lớn lại cho họ phán cho họ một cái câu là con tròn như hột mít, con lúc này rất là tròn trịa lắm, vân vân. Anh chị em thấy lời nói của chúng ta có nhiều khi nó là đúng đó, nhưng mà nó có thích hợp để nói vào thời điểm này hay không, hay là đó có phải là cái cách mà chúng ta nói hay là không, thì có những điều nên tránh mà chúng ta cần phải suy nghĩ trước. Nó có thanh sạch không? Nó có được thúc đẩy bởi niềm tự hào hay là ích kỷ không? Thứ năm, nó có đáng yêu không? Nó có thắp sáng cuộc sống của những người nghe nó không? Hay là chúng ta đang đem một áng mây đẩy ở trên đầu của họ? Xin Chúa ngài giúp đỡ. Nó có tiếng tốt không? Nó có làm hỏng danh tiếng của bất cứ ai không? Những cái lời nói của chúng ta mà chúng ta có thể làm cho danh tiếng của người khác bị tổn thương. Nó có được đặc trưng bởi sự xuất sắc không? Nó có được thúc đẩy những người khác trở nên xuất sắc không? Nó có nâng đỡ, nó có khích lệ để họ trở nên hoàn hảo, họ trở nên xuất sắc ở trong đời sống của họ? Nếu có thì đó là những lời đáng nói. Nó có đáng khen không? Nó có gây dựng tất cả những người nghe nó hay không? Và chúng ta thấy như vậy nên rất là quan trọng. Và tuần rồi chúng ta được nhắc nhở là sư đồ Phaolô nói rằng lời nói của chúng ta phải thêm muối vào. Sau khi chúng ta có một cái sự cân nhắc và đưa ra 8 cái trắc nghiệm này về những gì chúng ta nghĩ, bởi vì chúng ta biết rằng lời nghĩ, những gì chúng ta nghĩ trong tâm trí của mình nó sẽ thành lời nói. Và những lời nói này nó có phải đúng như điều mà Chúa ngài muốn chúng ta nói hay là không? Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta tiếp tục ngày hôm nay về sự hướng dẫn cho trận chiến quan trọng nhất của chúng ta. Nếu một người cầm giữ được cái lưỡi của mình, một người có một cái lưỡi được thuần phục, người đó có thể kiểm soát cả cuộc đời của mình, cả thân thể của mình, thì chúng ta biết rằng đây là một trận chiến rất là lớn. Và tôi xin mời anh chị em ở trong phần này ngày hôm nay, chúng ta cùng suy nghĩ cái phần E của chúng ta đó. Đó là để thuần hóa cái lưỡi, chúng ta không được nhận báo cáo xấu do người khác phát tán. Đây là một trong những điều mà tôi tin rằng đây là một cái trận chiến. Vì có một tổ chức của mục sư Bill Gothard, và ông có một cái chương trình học kinh thánh huấn luyện để giúp đỡ đào tạo những người trẻ trở nên những người hữu dụng cho Chúa. Ông cũng thừa biết rằng có những cái mặt trận, có những cái đồn lũy, có những thứ trong đời sống của họ cần phải được dọn dẹp một cách tốt đẹp để họ có thể tăng trưởng một cách lành mạnh ở trong Chúa và nhanh chóng ở trong Chúa. Thì cái lĩnh vực về cái lưỡi và lời nói của chúng ta đó, thì họ có quan tâm đến điều này. Và những phần còn lại trong ngày hôm nay thì chúng ta dựa trên cái tài liệu huấn luyện của ông. Nhưng mà trước nhất chúng ta cần nghe định nghĩa của mục sư Bill Gothard về những lời nói xấu. Lời nói xấu liên quan đến việc bóp méo sự thật hoặc thông tin sai lệch. Nó được đưa ra với những động cơ sai lầm và khiến người nghe đi đến kết luận không chính xác, rồi dẫn đến phản ứng bằng những giải pháp trái lại với kinh thánh.
Thì đó là định nghĩa của những người phao tin xấu. Evil speaking. Nó giống như là nhiễm virus đó. Rất dễ để chúng ta bị tiêm nhiễm bởi một lời nói xấu. Có các cái giai đoạn của một căn bệnh cũng giống như giai đoạn của sự tiêm nhiễm bởi những lời nói xấu. Thì chúng ta quan sát 5 phần này trong buổi tối hôm nay. Và xin Chúa cho trong lúc chúng ta quan sát thì chúng ta được nhắc nhở, được giúp đỡ để có thể chúng ta cần được giải cứu khỏi những cái lời xấu ác này. Thứ nhất, chúng ta xem giai đoạn 1, đó là thiếu hiểu biết về biện pháp phòng ngừa. Lời của Chúa ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 2 câu 11. Sứ đồ Phao-lô nói với hội thánh của Chúa tại thành Cô-rinh-tô như thế này: để Sa-tăng không lợi dụng chúng ta được, vì chúng ta không lạ gì với mưu đồ của nó. Và chúng ta nhớ Đức Chúa Giê-xu đã vạch trần mưu đồ và hướng đi của kẻ trộm, của Sa-tăng. Đó là nó chỉ để cướp giết và hủy diệt. Cho nên chúng ta cần phải đề cao cảnh giác, đừng để chúng ta khờ dại đối với lại mưu trước, mưu đồ của ma quỷ. Thiếu hiểu biết không nhận thức được sức mạnh hủy diệt của những lời nói sai trật, sai sự thật hoặc là xuyên tạc đó, thì nó đem lại hậu quả rất là lớn. Thứ nhất, chúng ta xem không biết lời nói xấu hủy hoại tình bạn thân thiết như thế nào. Ở trong Châm ngôn chương 17 câu số 9: người nào che đậy lỗi lầm tìm kiếm tình yêu thương, còn ai nhắc lại vấn đề chia rẽ tình bạn thân thiết. Tiếng Việt của chúng ta gọi là chúng ta đồ lại cho nó đậm. Có những điều mà người ta nói không có gì hết, nhưng một người khác nhảy vào và đồ lại, làm cho nó đậm lên. Và cuối cùng thì chúng ta thấy rằng việc nó xảy ra khác hoàn toàn so với lại cái điều đầu tiên mà một người đã nói. Thì chúng ta cần phải nhận biết đó là những cái lời nói xấu nó có thể hủy hoại cái tình bạn thân thiết. Không biết cái ô uế làm ô uế cái trong sạch như thế nào, và chúng ta cần phải đề cao cảnh giác. Bởi vì AG chương 2 câu 11 cho đến 14 cho chúng ta thấy khi cái nền tảng của nó là xấu, khi cái nguồn của nó là xấu đó, thì chúng ta thấy rằng những gì chúng ta xây dựng lên thì trước sau gì cũng sẽ đứng ở trước sự phán xét của Đức Chúa Trời. Vì đá ở trong tường sẽ kêu lên, và đòn tay trên mái nhà sẽ đáp lại. Khốn cho kẻ lấy máu xây thành và lấy sự gian ác dựng phố. Kìa, chẳng phải là do Đức Giê-hô-va vạn quân mà các dân làm việc cực nhọc để làm mồi cho lửa, và các nước nhọc nhằn cho sự hư không sao? Vì sự nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp đất như nước phủ đầy biển. Anh chị em thấy điều đó. Nếu người ta xây dựng một cái thành bằng máu và lấy sự gian ác để mà dựng nên những cái phố phường, thì chúng ta biết một điều rằng nó sẽ để dành cho lửa thiêu hủy. Thì chúng ta thấy cả những cái việc xây dựng mà cái nhiên liệu của nó, vật liệu của nó không phải là điều tốt đó, thì trước sau gì nó cũng sẽ bị Đức Chúa Trời phán xét. Cho nên chúng ta xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta. Hai cái sai không làm nên đúng. Mình đã làm một cái việc sai rồi mình làm thêm một cái việc sai thật khác để bao trùm lên đó, thì chúng ta biết rằng cái kết quả của nó vẫn là sai. Cái đáp số của nó vẫn là như vậy. Thì xin Chúa ngài giúp đỡ để chúng ta biết cái ô uế làm ô uế cái trong sạch như thế nào, vì cái sự tiêm nhiễm của nó. Chúng ta cũng cần phải có cái sự hiểu biết, đó là không hiểu biết về những gì tạo thành một cái lời xấu nó có thể làm cho chúng ta bị mắc bẫy. Khi một lời nói xấu, một báo cáo xấu ác là một cái báo cáo trái phép, xuyên tạc hoặc là nói sai sự thật, ảnh hưởng đến chúng ta và để cho nó hình thành một quan điểm xấu về một người nào đó mà chúng ta đã được nghe nói về họ. Và anh chị em, đây là một điều rất là nguy hiểm. Cái người đó có thể chưa bao giờ xúc phạm hay là tiếp xúc với chúng ta, nhưng ta nghe những lời đồn đãi, chúng ta nghe những cái tin tức xấu, những người nói xấu, nói sau lưng họ. Nếu chúng ta không khéo, chúng ta lại lập một cái quan điểm rất là xấu về cái người đó. Thì chúng ta cần cái ơn Chúa để chúng ta thắng được việc này. Thiếu hiểu biết làm thế nào báo cáo xấu được đưa ra, và chúng ta biết cái nguồn của nó và cái cách của nó xuất hiện. Các lời nói xấu được truyền đạt bằng lời nói, có khi nó là một cái nét mặt, một cái cử chỉ hay là một cái giọng điệu. Nếu chúng ta đi ngang một người mà chúng ta có những cái cử chỉ giống như là ghét bỏ, là chúng ta muốn tránh xa họ, thì chúng ta có thể tạo nên một cái báo cáo xấu, làm cho những người khác cũng có cái nhìn xấu về người đó. Nên chúng ta phải để ý đến luôn cả cái lời nói của chúng ta.
Có khi nó rất là tinh tế, nhưng mà có nhiều khi chúng ta nói cái việc nó rất là sẵn sớm. Có khi chúng ta thấy rằng chúng ta có thể nhẹ nhàng hoặc là trong lúc đang tức giận. Và cũng có thể có khi là nó là những lời rất là ngọt ngào, nhưng mà nó giống như dầu, nó giống như mật ngọt đó, nhưng mà bên trong nó là đau búa ở trong lòng. Chúng ta không biết ai là người nói xấu. Đây là điều mà tất cả chúng ta đều phải nhìn nhận. Và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta nhận biết chúng ta cũng rất dễ rơi vào trong tình trạng là người đi nói xấu. Một lời nói xấu có khả năng có thể đến từ bất kỳ người nào khác. Vì bản chất sa ngã mà tất cả chúng ta sở hữu đó, thì nó có cái chiều hướng là lời nói của chúng ta nó có thể phát xuất ra từ những lời tiêu cực. Như tuần trước chúng ta đã học, có 21 cái tiêu cực của cái lưỡi chúng ta mà chúng ta có thể phạm tội. Chúng ta cũng cần phải biết đó là khi chúng ta không biết rằng chúng ta dễ bị thu hút bởi những lời nói xấu thế nào đó, thì chúng ta sẽ không đề cao cảnh giác. Nhưng mà lời của Chúa trong Châm Ngôn chương 18 câu số 8 nói như thế này: lời mách lẻo như miếng ăn ngon, nó thấu xuống ruột gan. Nói khác rằng hầu hết chúng ta, cho đến chừng chúng ta có một cái lưỡi được thuần hóa đó, thì chúng ta có một cái sự ưa thích những cái lời xấu, những cái lời mách thẻo lẻo như một cái miếng ăn ngon á. Quý vị thấy điều này. Có những người mà khi nghe nói chuyện của một ai mặc dù họ đứng đằng xa đó, chúng ta thấy rằng anten của họ có thể dựng lên liền để có thể lắng nghe, nhưng mà vì ở xa không nghe đủ, nghe một cách lẩm bẩm. Thì một trong những điều mà tôi thường nhắc anh chị em đó là chúng ta lấy rau ông này cắm cằm bà nọ, rồi cuối cùng là việc nó tệ hại, dẫn đến tệ hại càng hơn. Hãy nhớ là tất cả chúng ta đều có cái chiều hướng là thích nghe những cái chuyện thèo lẹo. Xin Chúa giúp đỡ và thương xót trên chúng ta. Nhưng mà có một cái điều lợi ích giúp đỡ cho chúng ta là khi chúng ta bắt đầu xin Chúa giúp đỡ chúng ta, và chúng ta không còn có một cái đói, một cái khẩu vị cho những lời nói xấu về điều ác, thì chúng ta biết rằng chúng ta sẽ gặn lọc được rất nhiều những hàng người như vậy đến để săn tin hay là báo tin cho chúng ta. Thì xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Khi chúng ta không biết cách Satan sử dụng các cái lời nói xấu, thì chúng ta không lường cái hậu quả của nó, thì chúng ta rất dễ để chúng ta bị vấp phạm. Satan có thể sử dụng những lời nói xấu để làm mất uy tín của những người lãnh đạo. Vì nó biết là cái người lãnh đạo đó đang làm nhiều điều là nguy hiểm cho nước tối tăm của nó. Cho nên có thể khiến cho những người dựng chuyện, có những người chụp mũ, có những người làm những công việc và những cái lời nói để gây mất uy tín của lãnh đạo. Nó làm cho cơ đốc nhân đóng cửa tấm lòng với nhau vì sợ bị tổn thương. Nên chúng ta thấy rằng đáng lý chúng ta được dây nhân tình và sức yêu thương của Chúa trói chúng ta lại với nhau. Chúng ta thân thiết như anh em cùng một cha. Chúng ta là những phần của chi thể trong thân thể của Chúa. Chúng ta phải gần gũi yêu thương nhau. Nhưng mà khi những lời báo cáo xấu, những cái lời nói xấu mà nó lan tràn ra đó, nó khiến cho anh em bây giờ bắt đầu dè dặt. Và chúng ta đóng cái tấm lòng của mình đối với những người khác, vì mình sợ bị tổn thương. Mình sợ là cái người đó đã từng nói những điều không đúng về mình. Mà bây giờ nếu mà mình thân thuộc với họ, họ săn tin, họ nghe một cái chi tiết gì đó trong cuộc đời của mình là thật, họ có thể về họ thiêu dệt lên để thành ra những điều không đúng sự thật chút nào. Nên chúng ta biết rằng có thể làm cho cơ đốc nhân chúng ta đóng kín tấm lòng và không còn có thể thoải mái thông công với anh chị em của mình như chúng ta đáng phải có. Nó gia tăng mâu thuẫn và tạo ra nhiều sự xấu ác, không tin kính. Thì chúng ta thấy điều này nó xảy ra. Cộng đồng nào mà có nhiều người xèo lẻo, những người đi nói xấu người khác nhiều chừng nào, thì chúng ta thấy cộng đồng đó đầy những sự mâu thuẫn, bởi vì nó lan rất là nhanh anh chị em. Như hình ảnh mà chúng ta thấy tài liệu nhắc cho chúng ta tại đây, giống như chúng ta có thể lây nhiễm cho người khác bởi con virus của cái chứng bệnh gọi là cái bệnh nói xấu người khác. Nó rất là nguy hiểm. Nó phá hoại công việc của Đấng Christ ở trong thế giới ngày hôm nay. Đáng lý ra chúng ta là những người yểm trợ hậu thuẫn để công việc của Chúa được nới rộng ra, tin lành của Chúa được rao giảng. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta bị lôi cuốn vào, và nhiều khi hội thánh của Chúa tốn rất là nhiều thì giờ một cách vô lý cho những chuyện không cần thiết này. Và tôi thường dùng cái hình ảnh đó là những người lãnh đạo chúng tôi nhiều khi phải đi chữa cháy những cái trận cháy của những người bất cẩn trong lời nói của họ.
cũng như trong cách cư xử của họ. Và cuối cùng mất hết thời giờ cho những chuyện đó. Bởi vì nếu không giải quyết sớm thì nó có thể làm trái hội thánh, trái nhà thờ. Thì chúng ta thay vì đẩy mạnh công việc của Chúa và công việc của Đức Chúa Jesus Christ làm ở trên cuộc đời của các anh chị em của chúng ta, là những người được thế gian gọi chúng ta là những cơ đốc nhân đó, thì chúng ta thấy rằng có thể rằng cái uy tín của họ đã bị bôi nhọ, đã bị đánh hạ. Và nó rất là nguy hiểm, khiến cho họ không còn có thể kết quả như đáng phải có ở trong ơn của Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Bây giờ đến cái giai đoạn 2 để chúng ta có thể thấy được tại đây, đó là tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh. Trong Ngôn chương 27 câu 12 chép: người không khéo thấy trước tai họa và ẩn mình, còn kẻ khờ dại cứ lao tới và mang họa. Tiếp xúc và tham gia vào cuộc trò chuyện với một người đi nói xấu, thì chúng ta thấy rằng là cái giai đoạn 2 đó, đây là cái giai đoạn chúng ta bắt đầu tiếp xúc với người đã bị nhiễm. Cách phát hiện người đi nói xấu người khác, đây là một số những cái nét để chúng ta có thể phát hiện. Người mang tin thường sẽ dò xem thái độ của chúng ta trước khi đưa ra một báo cáo ác ý, để xem chúng ta có tinh thần tương thích hay là chúng ta sẽ cắn câu hay là không. Họ đến và họ cho chúng ta một vài câu, một vài cái ý để dò xét. Nếu chúng ta tỏ ra một cái thái độ, chúng ta đổi đề tài, chúng ta nói rằng thôi mình không nói đến cái chuyện đó, thì họ sẽ đi kiếm chỗ khác. Nhưng nếu họ thấy rằng họ nói và bắt đầu họ được cái sự chú ý của chúng ta, thì họ biết rằng có một con gái sắp bị cắn câu rồi, thì họ sẽ bắt đầu họ cầu nhữ chúng ta. Người mang tin sẽ kiểm tra sự chấp nhận của bạn đối với lời nói xấu của anh ta bằng cách cho bạn một chút những tin tức và quan sát phản ứng của bạn. Khi họ đưa ra và thấy rằng chúng ta thích quá, chúng ta cắn môi liền, là họ sẽ tung tin thêm cho chúng ta. Người mang tin thường khiến cho bạn thắc mắc, hỏi thêm rằng bằng cách khơi dậy sự tò mò của bạn. Khi nào mà nói rằng rồi sao nữa, nói thêm cho tôi nghe. Hay là chúng ta bắt đầu chúng ta đến gần và chúng ta đưa cái lỗ tai chúng ta gần hơn để chúng ta lắng nghe đó. Ta biết rằng có đối tượng rồi, có người sẽ tiêu dùng những cái lời nói xấu của mình, thì họ bắt đầu sẽ tiến vào để hành động. Người mang tin sẽ thể hiện như mình là người thường là nói một cách rất là chính xác các vấn đề riêng tư, và điều này sẽ khiến chúng ta tin vào những gì họ nói. Họ có thể chứng minh cho chúng ta thấy rằng cái tin tức này đó nó rất là chính xác vì nó đến từ ai đó, thì chúng ta đề cao cảnh giác. Phần B, chúng ta cần phải có một cái gạn lọc. Nếu chúng ta không thì chúng ta có thể bị mắc bẫy một cách rất là dễ dàng. Các câu hỏi để hỏi người mang tin xấu trước khi nghe báo cáo của họ: lý do bạn nói với tôi là gì? Nhiều khi trong hội thánh cái lý do nghe rất là thiêng liêng. Tôi chia sẻ với anh với chị cái điều này để chúng ta cầu nguyện. Nhưng mà chúng ta cần phải đặt cái câu hỏi ở bên dưới gốc rễ của vấn đề trong câu chuyện của họ, là lý do thật mà bạn nói với tôi là gì? Bạn lấy thông tin này ở đâu? Bạn đã đến gặp những người liên quan trực tiếp chưa? Cá nhân bạn đã kiểm tra tất cả những dữ kiện xem mức chính xác của nó chưa? Tôi có thể trích lời bạn nếu tôi muốn tự điều tra điều này không? Và cuối cùng là bạn có sẵn sàng viết ra nhận xét của mình và tạm nói rằng sẵn sàng ký tên của mình dưới cái chứng từ đó hay không? Chúng ta đặt những câu hỏi này. Một trong những khế ước mà cá nhân tôi với hơn 300 mục sư ở tại thành phố Houston này, qua sự hướng dẫn của tổ chức gọi là Somebody Care Houston của mục sư Doug Stringer, thì anh em chúng tôi đứng chung với nhau. Sau đó có thêm cái tổ chức gọi là Mission Houston. Và chúng tôi nói rằng tất cả hội thánh của Chúa để đem tất cả tin lành của Chúa cho cả thành phố của mình. Và chúng ta phải là cùng nhau góp sức để chúng ta chăn dắt thành phố này cho Đức Chúa Giêsu Christ. Và một trong những điều quan trọng phải có là anh em đã soạn thảo cái khế ước, là khế ước hiệp mục. Một trong những cái điều của khế ước này đó là tôi không vội đi đến kết luận về những điều tôi nghe nói về anh em mình trước khi tôi có thể kiểm chứng với họ. Nếu chúng ta nhận biết rằng sự hiệp nhất nó có một sức mạnh rất lớn, nhưng mà nó cũng rất là dễ bể. Những cái lời chia rẽ, những cái lời nói xấu, những cái scandal, cái việc của chúng ta gọi là scandal đó, thì chúng ta thấy khi nó đưa ra đó,
Thì nó, hồi nãy chúng ta đã nghe, nó như là một cái vật thực ngon miệng mà. Nghe thì người ta bắt đầu thấy thèm. Thì chúng ta có thể nhảy vào, đi đến kết luận và chúng ta có thể làm mất vinh dự. Chúng ta có thể mất mặt. Chúng ta có thể làm cho thương tổn một chức vụ. Nếu chúng ta nhanh chóng nghe những tin xấu mà không phối kiểm. Xin Chúa nghe ban phước để chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta sẽ nhận diện và biết điều đó. Trong chuyến đi về Việt Nam cuối năm rồi, thì Chúa nghe có hướng dẫn đến mục sư Don Martinell khích lệ các đệ tớ của Chúa, các hội thánh trong những buổi nhóm mà chúng ta gặp gỡ. Đó là các mục sư nắm tay và kết ước với nhau là chúng ta sẽ giữ sự hiệp một bằng cách là chúng ta cầu nguyện cho nhau, chúng ta từ chối nghe những tin tức xấu, những lời nói xấu, mà chúng ta sẵn sàng và thường xuyên gặp gỡ anh em của mình để chúng ta không chừa chỗ cho ma quỷ làm việc. Và tôi tin rằng đó là một trong những chìa khóa của sự phục hưng cho Việt Nam của chúng ta. Nhiều năm trước đây, tôi nghe một người Mỹ, một mục sư người Mỹ, ông đặt một câu hỏi mà tôi cứng miệng không có câu trả lời. Ông hỏi mục sư Khánh, tại sao người Việt Nam của anh hay thích ném lựu đạn quá nhỉ? Tôi nói, hả? Sao ông biết cái chữ này? Tôi nói rằng tôi đi đâu nghe người này ném lựu đạn qua sân của người khác và đời sống chức vụ của người khác. Anh chị em, đó là một điều rất là tệ hại mà chúng ta thấy rằng chúng ta phải nhìn nhận ở trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Rất dễ để chúng ta ném lựu đạn. Tức là chúng ta ném rồi một lúc sau nó nổ, gieo một tin xấu, gieo những cái báo cáo không đúng sự thật, mà nó sẽ gây những cái vụ nổ có thể làm chết người, làm thương tổn anh em của mình. Xin Chúa nghe thương xót. Giai đoạn 3 là cái giai đoạn ô nhiễm hoặc là ô uế bởi cùng một loại virus. Hebrew chương 12 câu 14 đến 15 chép: Hãy tìm cách sống hòa thuận với mọi người và đeo đuổi sự thánh khiết. Vì nếu không thánh khiết thì chẳng ai thấy được Chúa. Hãy cẩn thận kẻo có ai hụt mất ân điển của Đức Chúa Trời. Kẻo rễ đắng đâm ra, gây rối và làm ô uế nhiều người trong anh em chăng? Ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta phải cẩn thận. Bởi vì có những điều nó có thể làm ô uế hay là ô nhiễm. Vì khi một người bị ô uế hay là ô nhiễm là nhận được một tin xấu từ người khác và tin rằng nó là sự thật. Thì người đó bây giờ bị nhiễm bệnh rồi thì sẽ bị khống chế bởi nó. Châm ngôn chương 17 câu số 4: Kẻ làm ác hướng lòng về môi gian ác, kẻ hay nói dối lắng nghe lưỡi hiểm độc. Giai đoạn 4: Lây nhiễm khi virus vượt qua khả năng phòng vệ của cơ thể. Châm ngôn chương 14 câu số 15: Kẻ ngây thơ tin hết mọi điều, nhưng người thận trọng xem xét bước đi của mình. Xin Chúa cho để chúng ta đừng có ngây thơ ở trong công việc, tin hết tất cả mọi điều mà chúng ta nghe nói. Ở đây thì tôi muốn nhắc nhở anh chị em cái điều này. Lòng tin của chúng ta đó, thì chúng ta tin Chúa. Tình yêu thương của chúng ta yêu thương con người. Nhưng mà thường chúng ta làm ngược lại. Chúng ta tin con người và chúng ta ráng cố gắng chúng ta yêu thương Chúa. Đúng, điều răn của Chúa dạy là chúng ta phải lấy hết lòng, hết ý, hết linh hồn của mình, hết sức lực của mình mà chúng ta yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta. Nhưng mà cái nguyên tắc chung đó, anh chị em, đó là những cái gì mà Đức Chúa Trời phán và thuộc về Đức Chúa Trời đó, thì chúng ta mới đặt lòng tin vào đó. Đối với con người thì chúng ta phải yêu thương. Yêu thương đến cái lúc chúng ta có thể chấp nhận là một cái người bất toàn sẽ có những công việc bất toàn. Thì như vậy sẽ giúp cho chúng ta nhiều hơn. Bởi vì nếu chúng ta tin con người và cố gắng yêu thương Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ gặp cái trở ngại, bởi vì con người sẽ làm cho chúng ta thất vọng. Vì họ cũng có những thiếu sót của họ. Trình độ thuộc linh của họ có thể là chưa đến cái mức độ trọn vẹn. Tất cả chúng ta đều ở trong tiến trình được Chúa Ngài thánh hóa để trở nên trọn vẹn theo ảnh tượng của Đức Giêsu Christ. Nhưng mà chúng ta cần phải biết cái điều rất là quan trọng mà tôi thường hình dung và mô tả với anh chị em, đó là mỗi chúng ta đều là một cái công trường đang xây cất, chưa hoàn tất. Cho nên khi chúng ta xích gần, chúng ta làm việc, chúng ta giao thiệp với anh em của mình và chúng ta đến gần đời sống của họ là một cái công trình đang xây cất,
thì thế nào chúng ta cũng sẽ bị đặt đinh, hoặc là chúng ta vấp vào trong những cái khúc gỗ vụn mà ở trong công trường của họ. Thì điều đó đòi hỏi chúng ta phải xin Chúa ngài cho chúng ta có tình yêu thương để chúng ta có thể yêu thương được anh em của mình trong những lúc khó thương nhất của họ. Tin thì hãy đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta không nghi ngờ về những gì Chúa nói và lời của ngài. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Trở lại, sự lây nhiễm là phản ứng với một báo cáo xấu, đáng để chúng ta phải đề cao cảnh giác. Nhưng mà chúng ta thấy rằng khi chúng ta đón nhận nó một cách gọi là sẵn lòng đó, thì chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ phản ứng với báo cáo xấu bằng lý lẽ và cảm xúc của con người hơn là dựa trên nguyên tắc lẽ thật của sự hiểu biết tâm linh và tình yêu chân chính. Nếu chúng ta thật sự yêu thương anh em của mình, chúng ta sẽ không vội tin những gì người ta nói với anh em của mình. Triệu chứng khi đã bị lây nhiễm rồi đó, thì những cái từ ngữ này chúng ta rất là quen trong những ngày của dịch bệnh COVID, phải không? Chúng ta thấy có cái người bị nhiễm, rồi cái người đó có thể lây nhiễm cho những người khác, để rồi những người khác cũng bị nhiễm. Để chúng ta thấy, chúng ta cần để ý những cái bước, những cái tiến trình của nó. Khi một người đã bị lây nhiễm, thì người này sẽ tin lời báo cáo xấu ác là thật, hình thành ý kiến tiêu cực dựa trên cái báo cáo đó. Thứ ba là tập trung vào các khía cạnh tiêu cực của người được liên quan đến lời nói xấu đó. Cái thứ là đánh giá động cơ dựa trên lời nói xấu. Thế nên là trong tâm linh chúng ta lùi đi đối với người bị nói xấu. Chúng ta tự nhiên chúng ta tạo khoảng cách với người đó vì chúng ta tin rằng nếu họ quá xấu như vậy, chúng ta bắt đầu đi lùi, đi nói với người khác về những lời nói xấu. Thì chúng ta bắt đầu đi ra để chúng ta lây nhiễm cho người khác vì mình đã bị nhiễm rồi. Trong những năm hầu việc Chúa, chúng tôi nhiều khi ở trong những cái câu chuyện thật là thích thú để mình nghe được anh em của mình giác ngộ ra, thấy được vấn đề. Có một người sau khi nghe những lời nói xấu về tôi, thì người này từ xa đã đi đến một cái thái độ, đó là ông sư Huỳnh Quốc Khánh không phải là người tốt. Mặc dù mấy chục năm chúng tôi không có gặp nhau, trước đó chúng tôi có biết về người này. Cho đến khi việc xảy ra đó là con trai của tôi muốn tìm hiểu con gái của anh chị, thì có mời anh chị đi ăn một cái bữa ăn, và con trai của tôi lên tiếng để xin phép được tìm hiểu con gái của anh chị. Rồi sau đó thì họ có đi chơi một cái trận bóng chung với nhau. Sau cái cuộc gặp gỡ đó, người này bây giờ sau này là suya của tôi đó, gặp vợ của mình và nói rằng nếu con trai của một sư Khánh nó có một cái cư xử lịch sự và lễ phép như thế này thì nó không thể nào có một người cha xấu như người ta đồn đại. Và cảm ơn Chúa điều đó đã giúp đỡ để rồi anh chị có thể nhận được những lời tôi giảng. Vì trước đó khi nghe họ đồn đại là tôi giảng tà giáo, tôi làm những công việc tà giáo vân vân, ngày hôm nay mà còn cầu nguyện chữa bệnh cho người ta ở giữa mọi người, vân vân và vân vân. Và những lời đồn tiếu ở ngoài kia nó xuất phát từ những con người đã bị lây nhiễm và đi và có một cái dường như là một cái sứ mạng đó, là mình phải nói cho nhiều người biết về chuyện này. Những cái dấu hiệu đó cho chúng ta thấy rằng mình đã bị tiêm nhiễm. Cho anh chị em chúng ta đề cao cảnh giác. Giai đoạn thứ 5 là mọi người đã hoàn toàn bị nhiễm bệnh rồi đó, bệnh hoạn rồi. Bệnh nhân đang bị báo cáo xấu ác khống chế về mặt tinh thần và cảm xúc và trở thành chính người đi phát tán mầm bệnh. Triệu chứng của bệnh: phát triển sự cay đắng hoặc nổi loạn mặc dù người liên quan không trực tiếp xúc phạm chúng ta. Đây là một điều rất là đáng tiếc mà tôi thường hay thách thức, và tôi nói rằng tôi không tôn trọng bất cứ ai là những người chưa bao giờ nghe tôi giảng một bài giảng, đến nhóm lại với VBC Houston một lần, mà đứng từ xa, mà quý vị và các bạn đã
đưa ra một cái lập trường là chúng tôi là tà giáo hay là những người xấu. Trừ trường hợp quý vị và các bạn có mặt nghe tôi giảng và thấy tôi giảng sai chỗ nào, những công việc tôi làm quý vị nói là tà giáo, thì xin chứng minh và chỉ cho chúng tôi thấy. Vì chúng tôi tin chắc một điều là những gì chúng tôi giảng và tin cũng như thực hành đều đến từ Kinh Thánh. Cho nên chúng tôi không làm bất cứ một điều gì đi ra ngoài Kinh Thánh, mà chỉ là làm theo hết thảy những gì Kinh Thánh nói, trong khi quý vị và các bạn có thể là giữ điều này bỏ điều kia. Và đó là sự thật. Đừng phát triển cái sự cay đắng hoặc là nổi loạn chống đối chúng tôi khi quý vị và các bạn chưa biết chúng tôi là ai và chưa biết một cách rõ ràng. Ở trong việc chúng ta đi ra chứng đạo, chúng ta thường thách thức những người mà họ vô đũa cả nắm đó. Khi chúng ta nói rằng lời Kinh Thánh nói, thì nói chúng không tin quyển Kinh Thánh, thì chúng ta thường thách thức họ. Anh chị em còn nhớ khi chúng ta được huấn luyện, đó là bạn biết gì về Kinh Thánh? Ôi tôi không cần biết cái gì Kinh Thánh nói mà tôi không tin Kinh Thánh. Thì chúng ta thường nhắc nhở và cảnh tỉnh họ, đây là một cái lập trường và một tuyên bố vô trách nhiệm. Bạn không thể nào không biết về một pho sách, không biết về một quyển sách, một tác phẩm, và đi đến kết luận rằng cái tác phẩm nó không tốt, không đúng, không có giá trị khi bạn chưa bao giờ biết cái nội dung hay là cái ý chính của tác phẩm đó là gì. Con người chúng ta thường ở trong cái tình trạng như vậy. Người không biết Chúa thì chúng ta hiểu rồi, nhưng mà là con cái của Chúa, chúng ta cần xin Chúa giúp đỡ để chúng ta giải quyết được cái căn bệnh này, cái sự trói buộc này. Đừng đi đến kết luận cho đến khi chúng ta thấu đáo vấn đề. Nhưng mà chúng ta thấy cái triệu chứng của người bị mắc cái bệnh là bệnh nghe và nhận những cái lời, những cái tin tức nói xấu về người khác đó. Phần B là họ cảm thấy cái nghĩa vụ là phải cảnh báo càng nhiều càng tốt, cho nhiều người càng tốt. Và chúng ta thấy điều đó. Có những cái trang web, có những cái chức vụ, dường như là họ dành suốt cuộc đời của họ để làm công việc đó là báo cáo cho mọi người biết về chức vụ này, chức vụ kia. Trong khi đó, tôi tin rằng những ngày đầu họ đáp lại sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là để làm những người giảng tin lành của Chúa, mở mang nước của Đức Chúa Trời. Nhưng mà không bao lâu thì chúng ta thấy họ trở nên những người đi và có một cái nghĩa vụ, đó là cảnh báo càng nhiều người càng tốt. Mà tất cả nó dựa trên những điều nói hành, nói xấu, những lời đàm tiếu. Rồi chúng ta lại tạo nên một chiến trận mà chúng ta chống lại anh em của mình một cách vô lý như vậy. Bây giờ chúng ta hiểu điều sư đồ Phaolô nói. Chúng ta không phải là không biết cái mưu trước của ma quỷ. Mưu trước của nó là như vậy. Nó đứng phía sau, nó có thể điều động những con người, là những con người chưa phá đổ những cái đồn lý trong đời sống của mình, chưa được thuần hóa cái miệng, cái lưỡi của họ. Thì chúng ta thấy rằng nó có thể kích động những người đó và bắt đầu đi ra phao những cái tin mà mình nghe người khác nói, hay là mình nhận những cái lời đàm tiếu đó. Khi nhiễm bệnh, chúng ta thấy bắt đầu đi ra làm công việc đó, rồi nhìn người ta với sự nghi ngờ. Đây là điều nguy hiểm. Và chúng ta nghe có những người họ giảng là phải dè dặt với chức vụ đó, hay phải dè dặt với ông mục sư đó. Tại sao? Tại vì tôi nghe nói ông giảng như vậy, ông làm những chuyện như vậy. Đáng tiếc khi có những người bị nhiễm bệnh mà không biết. Cuối cùng, để thuần phục cái lưới, chúng ta phải gột rửa bản thân khỏi sự ô nhiễm do những lời đồn đại xấu xa mà chúng ta đã ấp ủ. Đây là việc mà chúng ta cần Chúa can thiệp. Chúng ta làm sạch bản thân khỏi mọi báo cáo xấu bằng cách chúng ta làm một số việc như sau. Thứ nhất, chúng ta xin Chúa ngày tẩy sạch tâm trí chúng ta khỏi những xấu ác đó. Vì nghe riết rồi chúng ta đã nhập tâm rồi. Thứ hai, chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta một tình yêu đích thực đối với người bị nói xấu. Ông muốn có như vậy thì nên gặp họ, tìm hiểu về họ để chỉnh sửa lại những cái lập trường mà chúng ta đã xây dựng về con người đó với những tin tức thất thiệt mà chúng ta đã từng nghe. Thứ ba, từ chối nói với bất cứ người nào khác về vấn đề này. Hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn của mình. Thứ tư, nói chuyện với người khác rằng bạn có thể đã bị ô nhiễm. Tôi có lẽ đã nhầm lẫn trong việc này. Có như vậy chúng ta mới có thể được Chúa giúp đỡ. Thứ năm, nói chuyện với kẻ đã làm ô uế bạn.
Chúa đã nhắc nhở họ là từ đây đến sau đừng làm như vậy nữa, vì tôi đã bị ảnh hưởng bởi những điều bạn nói. Tôi đã có những cái hành động và những lời nói rất tồi tệ. Nay nhìn thấy, tôi ăn năn và xin Chúa nhà tha thứ. Tôi khuyên bạn cũng như vậy. Và quan trọng nữa anh chị em, nếu cần thiết, nếu thấy mình là có một cái gọi là khẩu vị cho những lời nói hành, những lời nói xấu, thì chúng ta biết rằng có một cái đồng lý ở trong chúng ta cần phải được phá sạch. Nếu cần, hãy đến với những người có thẩm quyền thuộc linh để giải quyết các vấn đề liên quan một cách thích đáng, để chúng ta được giải cứu, các đồng lý trong chúng ta được đánh hạ, và bắt tất cả những tư tưởng không đúng đó, sai lệch đó, nó phải làm tôi vâng phục Đấng Christ, nó phải chịu phục ở dưới quyền tẩy trị của Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa. Chúa có quyền để giải cứu và giúp đỡ chúng ta, để rồi chúng ta có thể có một cái lưỡi được kiểm soát, một cái lưỡi đã được thuần hóa. Chúng ta có một cái miệng của người được dạy dỗ, để chúng ta sẽ lấy lời nói của mình, để ta biết dùng lời nói để nâng đỡ những kẻ mệt mỏi. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, tất cả những năng lực còn lại của chúng ta từ đây cho đến ngày chúng ta gặp Chúa, đến ngày Chúa nghe tái lâm, xin Chúa cho để chúng ta sẽ sử dụng năng lực của mình ở trong công việc đi ra giúp đỡ, gây dựng, giảng tin lành cứu rỗi của Chúa và dắt đưa nhiều người trở lại cùng Chúa, hơn là chúng ta phí phạm thời giờ của mình làm những công việc vô ích, có hại cho những người lân cận và cho danh của Chúa, cho đạo của Chúa, cho hội thánh của Ngài, mà chúng ta cứ tưởng rằng mình đang hầu việc Chúa. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta sẽ có một cái lưỡi thuần hóa, một cái miệng lưỡi của người được dạy dỗ. Tôi hy vọng những điều này giúp ích cho anh chị em và cho chúng ta bừng sáng. Chúng ta bây giờ lại tập trung năng lực của mình cho ba công việc mà chúng tôi đã khởi đầu để khích lệ anh chị em, là xin Chúa cho chúng ta rất giỏi ở trong việc giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời. Mà theo tiếng Anh, chữ PhD, chữ P đó là preaching. Bắt đầu với lời nói của chúng ta, lưỡi của chúng ta được thuần hóa, được kiểm soát. Rồi chúng ta sẽ kết quả càng hơn trong công việc đem sự chữa lành, healing, và trong công việc giải cứu, deliverance, để chúng ta làm những người PhD cho Chúa, giảng tin lành nước trời, chữa lành những người đau ốm và giải cứu những người bị ức hiếp. Matthew chương 10 câu 1, như lời của Chúa dạy chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cho tôi được cầu nguyện cho anh chị em. Và nếu trong thời giờ này Chúa có chỉ ra cho chúng ta một cái điều gì đó, một cái lỗi lầm nào đó, tôi khuyến khích lại ăn năn, xin Chúa tha thứ và xin Chúa giúp đỡ, mà chúng ta mời Đức Chúa Trời để làm công việc là xin chính Chúa Ngài canh giữ cái miệng của con. Xin Chúa giúp con cái điều này, vì con biết rằng con rất có thể và có nhiều tiềm năng để có thể trở nên người đi và phao tin cũng như là báo cáo những tin dữ, những lời nói không đúng sự thật, nói xấu người khác. Xin Chúa giúp đỡ. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, chúng ta hiểu ý cầu nguyện. Cha yêu dấu chúng con, với mục tiêu chúng con muốn môi miệng của chúng con là môi miệng của một người được giải dỗ, để một ngày chúng con có thể nói những lời của Chúa rằng con tạ ơn Chúa vì con là người có một cái môi miệng được dạy dỗ, để con có thể biết và sử dụng lời nói của mình để nâng đỡ những người mệt mỏi, những người có cần, những người đang ở trong những sự lo lắng, những khó khăn của đời sống của họ. Mà những lời giảng của chúng con, những lời chia sẻ của chúng con, những lời làm chứng của chúng con sẽ đem lại sự gây dựng, giải cứu họ khỏi khó khăn mà họ đang gặp, và kéo họ ra khỏi nước của sự tối tăm vào nước sáng láng của Chúa qua sự giảng dạy, qua lời nói của môi miệng của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, xin giúp đỡ cho chúng con. Chúng con xin Chúa Ngài là đấng cầm giữ cửa miệng của chúng con. Thánh Linh xin giúp đỡ. Chúng con nhường đời sống cho Chúa kiểm soát và thưa với Chúa rằng xin sự cáo trách và ngăn chặn của Chúa sẽ đến trước khi những lời xấu ra từ miệng của chúng con, để lời nói của chúng con có nêm thêm muối,
Lời nói của chúng con là những lời tốt đẹp, những lời đáng trọng, đáng quý, những lời yêu thương, những lời có ích cho người nghe. Để chúng con có thể trở nên những người mà Chúa có thể sử dụng chúng con, đại dụng chúng con cho việc giảng tin lành. Hơn là chúng con giảng tin dữ, nhưng giảng tin lành để đem sự cứu rỗi của Chúa đến cho nhiều người, chúng con ngợi khen Ngài. Sẽ còn tạ ơn Chúa vì những gì chúng con không làm được. Đức Chúa Trời, chúng con Ngài có thể làm được tất cả. Xin hành động, cầu nguyện để quyền lực đang cảm động trong chúng con, Chúa dùng quyền lực đó, quyền năng đó để làm trỗi hơn vô cùng mỗi điều chúng con có thể cầu xin hoặc suy tưởng. Chúng con cảm ơn Ngài. Rồi hiệp ý với anh chị em chúng con, cầu nguyện xin Chúa Ngài giải cứu hội thánh người Việt của chúng con khỏi đồn lý này, để hội thánh có thể tấn tới và phát triển một cách tốt đẹp ở trong những ngày sắp đến. Để chúng con biết rằng đêm đã khuya, ngày hầu đến, tin lành của nước của Đức Chúa Trời phải được rao giảng ra trên khắp đất, để rồi sự cuối cùng đến. Chúng con tạ ơn Ngài, chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho anh chị em tràn đầy ơn của Chúa, để chúng ta cùng nhau đồng hành rao giảng tin lành nước của Đức Chúa Trời một cách hiệu quả, gây dựng hội thánh của Chúa, để rồi chúng ta trở nên những con người được Chúa Ngài sử dụng một cách tốt đẹp. Hãy bước ra lấy những điều chúng ta học hỏi từ nơi Chúa để giúp đỡ cho những người ngã lòng, những người đang đối diện với những thách thức bất an ở trong đời sống. Chúa ban phước và chúng ta sẽ là những người đắc thắng cho Chúa ở trong ơn của Ngài. Chúc bình an. Shalom. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.